Em chờ anh chút nha, để anh đi tìm. Lâu rồi anh không có đọc cũng không nhớ để đâu nữa. Dạ. Mà anh có cần em giúp gì không? Khỏi cần, được rồi. Có rồi nè. Em đọc hết sách này chắc là cũng gần tới ngày thi đó. Bây giờ để anh đưa em về nha. Chắc là em cũng mệt rồi, đi từ sáng tới giờ mà. Thôi không cần đâu, em gửi xe đạp ở dưới bãi rồi. Anh Nam, hôm trước anh nói với em, một khi đã yêu nhau thì chuyện người này chi phối buồn vui với người kia là rất bình thường. Nhưng nếu một mối quan hệ mà duy trì với nhau bằng sự bất an, buồn tủi và thất vọng thì không phải đã đến lúc phải bình tâm mà suy nghĩ lại rồi hay sao? Sao em lại nói vậy? Em biết trong thời điểm này nếu như mà em nói ra thì chắc chắn là một sai lầm, nhưng mà em vẫn muốn nói. Bởi vì em không biết rằng chị Hà có đủ quyết đoán, can đảm để khẳng định tình cảm và tâm hồn của chị ấy chỉ dành cho một mình anh hay không. Nhưng em có, em có thể hết lòng vì anh. Em thích anh, em đã nói rồi. Nếu như anh cứ đối xử tốt với em như vậy thì chắc chắn em sẽ nảy sinh tình cảm với anh mà.